cách đây ít phút, Phương Oanh hé lộ ảnh xinh đẹp trên trang cá nhân. Fan dễ dàng nhận ra hình ảnh mà Phương Oanh đăng tải trùng khớp với ảnh hậu trường của cô từng bị dò dỉ trong một chương trình nào đó. Hội tụ đủ dàn sao vũ trụ VTV như Mạnh Trường, Lương Thu Trang, nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng, Vân Dung, Bảo Anh. Tuy nhiên, Phương Oanh lại đăng tải dòng trạng thái gây tò mò, hã sống như loài hoa dại, càng bị vùi dập càng kiên cường mạnh mẽ vươn lên khoe sắc sau cơn mưa tầm tã. Hành trình chính thức mới chỉ bắt đầu thôi. Ngày hôm qua, Phương Oanh lại đăng bức ảnh dự đoán về vận mệnh của những người tuổi rắn trong năm 2022 là sẽ gặp họa tiểu nhân hoành hành. Nữ diễn viên chia sẻ, năm nào chả bị chứ đâu phải đợi đến 2022. Ít sợ, đời này chỉ sợ không đủ tử tế với người mình quan tâm thôi chứ tiểu nhân chuyện lại thương, quá ít chứ. Hai ngày liên tiếp nhắc đến những từ khóa như tiểu nhân, bị vùi dập khiến fan lo lắng nữ chính hương vị tình thân lại gặp chuyện gì đó. Tuy nhiên đây cũng không phải lần đầu tiên Phương Oanh bóng gió nhắc tới chuyện bị chơi xấu. Năm vừa qua, Phương Oanh đã có một cú hích lớn trong sự nghiệp khi đóng chính trong Hương Vị Tình Thân, tác phẩm hot nhất năm. Thu hút được thêm một lượng fan không sau Hương Vị Tình Thân, nhưng Phương Oanh vẫn không thể làm hài lòng được hết thiên hạ. Nữ diễn viên vẫn thường xuyên bị anti-fan làm phiền. Ngoài ra, diễn xuất, thời trang trong phim của Phương Oanh cũng vẫn bị một bộ phận khán giả chê bai, đem ra bàn tán, tranh cãi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.